Khi bước vào tuổi trung niên, nam giới thường ưu tiên phong cách lịch lãm và chững chạc. Tuy nhiên, giữ nguyên kiểu tóc cũ có thể khiến vẻ ngoài thiếu đi một nét trẻ trung và phong độ. Vậy hãy thử làm mới mình với những kiểu tóc nam trung niên mà Blog Đẹp giới thiệu ngay sau đây nhé. Chắc chắn các quý ông sẽ hài lòng khi mà cân được cả phong cách lịch thiệp và trẻ trung luôn đó. Một, kiểu tóc undercut dành cho nam trung niên. Undercut là một trong những lựa chọn phổ biến cho nam giới trung niên vì nó mang lại vẻ ngoài bóng bẩy và trường tồn với thời gian, lại dễ chăm sóc. Các bạn có thể kết hợp liền mạch giữa lưng và hai bên với kiểu tóc undercut mờ dần hoặc là táo bạo và ấn tượng với những phần cứng và đường cạo các bạn nhé. Kiểu tóc nam trung niên ngắn. Đây được xem là một trong những phong cách phổ biến và rất dễ bắt gặp ở những người đàn ông tuổi trung niên. Chúng phù hợp với những người yêu thích sự giản dị, ngắn gọn và dễ dàng chăm sóc. Dù vậy thì về tổng thể, kiểu tóc nam ngắn gọn tuổi trung niên này vẫn giúp bạn toát lên được một nét đẹp hiện đại và đầy trẻ trung. Ba, kiểu tóc húi cua cho nam trung niên. Kiểu tóc húi cua cổ điển là lựa chọn lý tưởng cho quý ông tuổi trung niên muốn có một phong cách đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và nam tính. Với độ dài ngắn, kiểu tóc này không chỉ dễ chăm sóc mà còn mang đến sự thoải mái. Các bạn có thể kết hợp kiểu húi cua với phần cắt côn hiện đại và bộ râu gồ ghề để tạo điểm nhấn độc đáo và thu hút các bạn nhé. Trẻ ngôi lệch cho nam trung niên. Kiểu tóc trẻ ngôi lệch còn được biết đến với tên gọi là side part cổ điển là một kiểu tóc quen thuộc ở nam giới U40. Phần tóc được cắt gọn gàng với phần mái trẻ theo tỷ lệ là 46 hoặc là 73 tùy thích, mang đến vẻ ngoài chững chạc và lịch thiệp. Và đây là lựa chọn hoàn hảo cho những quý ông trung niên muốn kết hợp giữa phong cách sang trọng và một nét trẻ trung. Kiểu tóc brush up với tupper fade cho nam trung niên. Kiểu tóc brush up kết hợp với tupper fade chính là lựa chọn hiện đại và ấn tượng dành cho nam giới trung niên. Để có được vẻ ngoài bóng bẩy, các bạn hãy chải tóc theo hướng lên trên bằng sản phẩm tạo kiểu chất lượng, giúp tạo một kết cấu và độ bồng bềnh. Các bạn cũng có thể yêu cầu thợ cắt tóc cắt các cạnh ngắn hơn để đạt được độ tương phản và kích thước ấn tượng nhất các bạn nhé. Tóc quýp ngắn dành cho nam trung niên. Kiểu tóc quýp ngắn là một lựa chọn đơn giản nhưng mà đầy tinh tế. Sự bóng mượt của mái tóc sẽ mang đến cho những người đàn ông lớn tuổi một vẻ ngoài nổi bật, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những anh chàng chuyên nghiệp và muốn có một kiểu tóc bánh bao.
và để tạo nên một sự tương phản với kiểu tóc quýt bóng mượt, các bạn có thể thử nghiệm với kiểu tóc cột nhẹ hoặc là một bộ râu bù xù các bạn nhé. Thứ 7, kiểu tóc low fade dành cho nam trung niên. Low fade thì với hai bên được cắt ngắn là kiểu tóc xếp chồng lên nhau, giúp tạo một cảm giác là tóc dày dặn hơn. Bằng cách chia tóc theo các độ dài khác nhau, các bạn có thể khéo léo giấu đi những vùng tóc mỏng và làm nổi bật phần tóc ở phía bên trên. Kiểu tóc này sẽ cân đối tuyệt vời khi đi với một bộ râu sắc nét nữa đó. Tóc pompadour dành cho nam trung niên. Pompadour là phong cách trường tồn với thời gian khi kết hợp giữa kiểu tóc pompadour bồng bềnh và phần tóc phết ở hai bên. Kiểu tóc chia độ này bổ sung thêm cấu trúc cho bất kỳ khuôn mặt nào và độ phồng rực rỡ từ kiểu tóc pompadour sẽ làm nổi bật những sợi tóc dày một cách đẹp mắt. Và để thoải mái hơn với phong cách cổ điển này, các bạn có thể tạo kiểu tóc phồng lộn xộn với một bộ râu đầy đặn các bạn nhé. Kiểu tóc middle part curly dành cho nam trung niên. Kiểu tóc trẻ ngôi giữa kết hợp uốn xoăn nhẹ có khả năng hách tuổi đáng kể cho nam trung niên. Nếu bạn thuộc nhóm U40, đừng ngần ngại thử kiểu tóc này nha, vì nó không chỉ giúp các bạn trẻ trung hơn mà còn tăng thêm phần hấp dẫn nữa đó. 10. Kiểu tóc 73 cho nam trung niên. Các kiểu tóc 73 như kiểu tóc undercut 73, side part 73 được xem như một phong cách quốc dân, phù hợp với rất nhiều lứa tuổi khác nhau, bao gồm cả những người trong độ tuổi trung niên. Đối với tóc gáy và tóc mai sẽ được tạo kiểu một cách tùy thích. Riêng phần tóc mái phía trên thì nên nuôi dài khoảng 7cm để thực hiện rẽ ngôi 73. Điều này sẽ giúp bạn thêm phần trẻ trung, thanh lịch nhưng vẫn không kém sự nam tính và mạnh mẽ. 11. Kiểu tóc crew cut cho nam trung niên. Crew cut là kiểu tóc ngắn gọn gàng, rất phù hợp với đa số nam giới châu Á. Với độ dài thì sát đầu, kiểu tóc này mang đến vẻ ngoài chỉn chu và đúng đắn dành cho nam giới trung niên. Crew cut cũng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có mái tóc mỏng, tạo một cảm giác thoáng mát và thoải mái sau khi cắt kiểu tóc này đó nhé. Người 12. Kiểu tóc side part cho nam trung niên. Đối với những người đàn ông đã bước sang độ tuổi trung niên, họ luôn ưu tiên thiết kế những phong cách tóc ngắn gọn và đơn giản. Vì vậy thì side part vẫn luôn là lựa chọn hoàn hảo cho nhóm những kiểu tóc nam U40 đến U50 đẹp nhất. Dù không tốn nhiều thời gian tạo kiểu, nhưng mà kiểu tóc side part hứa hẹn sẽ mang đến cho quý ông sự phong độ, lịch lãm và trẻ trung. Một số kiểu tóc side part phổ biến và thường gặp như là side part 64, side part 73, vân vân. Kiểu tóc dài cho nam trung niên. Một trong những kiểu tóc cho nam tuổi 40 mang đến phong cách tối giản và bình dị đó chính là tóc dài. Phần tóc sẽ được nuôi với kích thước tùy thích, sau đó sẽ được trải gọn về phía sau, buông thả tự nhiên hoặc là buộc gọn. Tuy không tốn nhiều thời gian chăm sóc, nhưng kiểu tóc này yêu cầu các bạn có cách tạo form dáng phù hợp để tránh việc tóc bị sơ rối và xù gây mất thẩm mỹ các bạn nhé. 14. Kiểu tóc nam trung niên uốn xoăn. Với những người đàn ông đã bước vào độ tuổi trung niên, việc uốn xoăn tóc thường rất ít khi được ưa chuộng. Bởi lẽ, chúng yêu cầu một khoảng thời gian đủ nhiều trong quá trình chăm sóc và tạo kiểu. Tuy nhiên, nếu kiểu tóc xoăn nam được khéo léo biến hóa và với phong dáng phù hợp,
diện mạo của bạn sẽ trở nên cuốn hút, lịch lãm và thời thượng hơn rất nhiều nữa đó. 15. Kiểu tóc trải ngược cổ điển cho nam trung niên. Kiểu tóc trải ngược cổ điển sẽ mang đến vẻ ngoài thanh lịch, mềm mại, rất phù hợp với những người có mái tóc dày. Và nếu bạn muốn thêm một chút phong cách, hãy kết hợp với bộ râu gọn gàng để tạo nên nét cuốn hút như George Clooney các bạn nhé. Và nếu bạn đang gặp vấn đề về mái tóc mỏng và muốn hạn chế tóc gãy rụng, hãy nhẹ nhàng vuốt tóc để tạo độ phồng tự nhiên với kiểu tóc trải ngược cổ điển cho nam trung niên này nhé. 15 kiểu tóc nam trung niên đẹp và phong độ mà blog đẹp giới thiệu trên đây, hy vọng các bạn sẽ tìm thấy phong cách phù hợp để thể hiện cá tính và nổi bật. Và hãy theo dõi blog đẹp thường xuyên để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất dành cho phái mạnh các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like, share và subscribe kênh, ủng hộ kênh của mình nhé. Còn nếu có góp ý hay thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận ở bên dưới, kênh sẽ tiếp nhận và sửa đổi để hoàn thiện các video sau tốt nhất gửi đến các bạn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để xem hết chia sẻ của kênh nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé.